Dạ em xin chào tất cả các anh cần thủ, chào mừng các anh đã quay lại với video mới của em Video này là video số 231 ngày 28 tháng 8 nha Và hôm nay thì chủ nhật cuối tuần em chúc các anh vui vẻ bên gia đình người thân nha Và ở đây thì em sẽ có là cần hai khúc ba khúc cho các anh đánh đơn ngâm lăng xe nha Đây, chuyên câu dụng đơn ngâm lăng xe Bên trên thì có cây phíp nha, cây phíp còn mới cho mình Cây ba khúc phíp ạ Và các anh đang câu lục đầu cần được Và hôm nay sẽ có là cây hai khúc dây trong nè Cây cần câu biển nè, cây hay chi, cần tay cần khoen lá nè khuyên lá, lá nha cần tay cho các anh vẫy rô vẫy giết hoặc là các anh có những cây câu đài có cây câu đài nè hôm nay sẽ có là một cây cần tay 8m1 nha 8m1 và cần tay đắp khúc ạ à. cần tay đắp khúc ở đây thì cũng có là một cây 5m4 ạ à. 5m4 nha và đằng sau thì sẽ có cây dây trong đây cây dây trong nhá 4m2 cứng 3 độ cứng cao ạ à. cây dây trong nhá và những cây là câu lục đánh lục đầu cần có cây hôm nay sẽ có cây đặc biệt cây 3 ba khúc 3 loại súp cho các anh đánh xa bờ được nha đây Cây súp đây cho các anh săn hàng, cậu bạo lực. Và anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình. Số điện thoại của em là 03567 76692. Giá bên em báo chưa bao gồm phí ship nha. Phí ship mỗi cần là 40k, em sẽ đóng ống nước ship có toàn quốc cho các anh. Các nhận hàng được kiểm tra rồi thanh toán. Anh nào đặt trên hai sản phẩm thì em sẽ hỗ trợ bao ship hoặc là một sản phẩm chuyển khoản thanh toán sẽ được bao ship nha. Đầu tiên là một cây ba khúc cây này có hai ngọn cho mình, cây này thì nó chưa sử dụng qua ca nhé thì hàng Nhật bãi họ về luôn nhưng mà nó chưa sử dụng qua luôn đây cái này chiều dài của nó là 3 mét của hãng Olympic chất liệu là graphic nha khen của nó là khen dòng dọc biển đây nó còn cái ốp luôn ra nha đây em mời các anh xem còn keo nè và nó có ốp ốp sẵn luôn vô cái những cái khen luôn hoàn toàn là đầy đủ ốp hết nhưng luôn, luôn nha khen đầy đủ hết ạ à. và cái này ngọn của một ngọn là 3.5 một ngọn là 3.8 trọng lượng tổng thể là 696 trừ một ngọn ra là còn 605 nha bên dưới đây to ra nha, cốc tay cầm thì nó to đây tay cầm được ốp gỗ 34 34 ạ à. đây to nha bát của nó bắt Fuji FS7 các anh gắn máy lớn được nha gắn máy lớn tầm 5.000 5.000 độ lên được nha đến 10.000 cũng có được đây phên đây ngọn đây một ngọn của nó là ngọn uh, ngọn phíp còn một ngọn là ngọn đặt ngọn tháp nha Ok cho mình luôn bên trên là khoen dòng dọc ở đây thì nó xoay là 360 độ nha 360 độ đây xoay được 360 độ hết cả hai ngọn bên trên cũng chỉ chống nổ đầy đủ đây độ cứng cái này rơi tầm là độ cứng 25 nhé 25 27 gì đó và mã số của nó là mã số 1 giá là 550k mã số 1 nhá giá 550k câu đơn 5 lăng xe và các anh xăng tra được nha sang mè đánh đánh cá chám cá chám nha chám đen và cái tiếp theo mã số 2 cái này là chất liệu carbon nhá carbon xoắn vàng chiều dài của nó là 3m3 độ cứng 60 cứng 60 k nhá 3 khúc ạ carbon xoắn vàng và bát là bát Fuji FPS D20B bát quặng ngọn của nó là 22.2 trọng lượng là 200 360 g nhé 362 g 362 nhá bên dưới tay cầm mút này mút này hơi mềm này. cầm này. nó êm tay ở đây có khoen cục dây bảo hiểm đầy đủ nha. Dạng khoen này dạng khoen Fuji. Loại sứ của nó là màu nâu. Đây. Nước sơn của cây càng là màu kem các nhá. Nước sơn cây càng màu kem. Đầu bu của nó là đầu bu Fuji Six nhá, đầu bu Fuji Six. Đây, môi trẻ chống sẵn ra nha, môi trẻ chống sẵn này. Và cái này đánh thì nó có bạo lực, khá là bạo lực nha, khá là bạo lực chứ không phải là gọi là bạo lực lắm. Và cái này mã số 2 giá là 900k. Mã à, số 2 giá 900 nha. Đơn 5 lần xe. <laughs> Tiếp theo, một cây hai khúc, hai cái hai khúc này ngắn thôi, chiều dài 1,8 thôi nha. 1,8 và độ cứng của nó rơi tầm là 80 đến 100 nha, 80 đến 100. Các anh đánh dạng câu biển ngoài biển cũng được. Cái này thì các anh dít hình như dít cũng khá thôi, khá thôi. Và ngọn của nó là 2.6, trọng lượng là 200 g thôi ạ. À. Bass của nó là bass bát Fuji, bass bát quặng bắt lớn được và tay cầm cán mút ở bên dưới đây ạ dàn là khoan Fuji Fuji xích Fuji Fuji xích xích đen đây cuốn chỉ xích keo vào ngồi rất tốt cái cái cầm màu bạc nhá màu đen phối màu bạc cho mình đây và mã số là mã số 3 giá là 750k nhé. Mã số 3 giá 750 Căn cầu những cái ao hồ gần nhà nhá, Ok hiệu quả luôn Cái này nó độ cứng nó cao luôn nè Đơn ngâm lăng c Cái đó ngắn nha Và cái này Cái này là Promadine Promadine hẹn à, nhật bản, Cái này cũng là ngọn đặc ngọn tháp nè Nước sơn của nó rất là bóng Sám bóng nha Sám bóng Chiều dài là 3m3 độ cứng 30 cho mình đánh cảm giác Và Bát là bát Fuji DBS bắt quặng có dây cột bảo hiểm nè nó nó cột lên trên đây nó cột cái thanh thân cần nó canh à, khi cầu canh tháo này ra canh cột dưới đây canh cột dây bảo hiểm vô đây còn khá mới đẹp nha đây dàn khoen là dàn khuyên Fuji loại xứ nâu ngọn là 2.3 trọng lượng là 327 g gram. 327 g nhé đây cầm mút mút màu mực đây ngọn đặt ngọn tháp ra nhá màu trắng đây cũng chỉ chiếc keo và ngọn rất tốt nha ngoại hình còn còn bóng cho mình bóng sáng mã số là mã số 4 giá là 850k nhé mã số 4 giá 850 hàng nhật bại ạ à. <laughs> tiếp theo một cây này đây để giá rẻ lại cho các anh cây này nó hơi cũ một tí thôi nhưng mà chất lượng nó còn ok đây cái này chiều dài 3m3 độ cứng 80 cho các anh đánh bạo lực nha đánh bạo lực và rẻ giá rẻ rẻ cho các anh bác là bác Fuji đi FPS D22 B bát quặng bên dưới đây à. Và ngọn của nó là 3.6 trọng lượng là 404 g. Dàn khoen là dàn khoen Fuji. Fuji nhá. Ở cụ một tí, không sao. Đây. Phôi còn tốt là ok ra nhá, phôi còn tốt là ok, mình về mình lên 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 lại cho nó thì nó sẽ đẹp. Và cái này mã số của nó là Mã số 5 giá là 600k. Mã số 5 giá 600 nha, 80 đánh bạo lực. Mã số 6 là một cây màu đỏ, cực đẹp. Cây này ngọn cũng là dạng ngon đặc ngọn thấp. Cái này độ cứng cao luôn, độ cứng tầm 80 luôn nha. Độ cứng rất cao. Cái này ngọn là hai, cái này chiều dài 2 m đây của Taco Bomber. Hay như 7 ra nha. Cái này ngọn là 3.7, trọng lượng của nó là 222g. Độ cứng cũng là 80 nha. Đây. Đây cầm bên dưới đây đây cầm mút dàn khoen đi dàn khen hạng nha cái này khen hạng cho mình bắt cũng là bắt hạng bắt quẩn còn chắc là mới cả nha Hình như nó khá tự như chưa sử dụng coi nhá tự như chưa sử dụng thôi để có ca đô nè sẵn cao đô nè dàn khuyên hạng còn rất đẹp coi nhá đây đậu bu đây đậu bu vuông góc cho mình nha đậu bu vuông góc đây cuốn chỉ chống chích keo đầy đủ ngọn ngọn đặt ngọn tháp nhá cái này mã số của nó là mã số 6 giá là 700k. Mã số 6 giá 700, ngọn 3.7 ly. Mã số 7 ạ. À. Mã số 7 là một cây chiều dài 3m độ cứng S là độ cứng tầm 30 đến 50 nha. 30 đến 50 ạ, à. cho mình đánh cũng có cảm giác. Và bass của nó là bass bát Fuji, bass quảng, bass Fuji nha. Ngọn là 2.9 trọng lượng là 290 g 290g nha, mình giữ đây dàn khoen là khoen Fuji loại xứ xám này, này loại xứ màu tự tự màu xám rồi các anh nhá, tự màu xám rồi. Đây, đèn đèn xám nha. đầu bu rồi, đầu bu Fuji xả xứ xám. Đầu bu của nó to nhá, đầu bu to, canh luồn. cái này thì chạy qua được luôn nhá, cái này cái cái khóa linh khóa linh nhỏ, nhá. khóa linh nhỏ chạy qua được. Ở đây cũng chỉ chống nổ đầy đủ nè. Cũng chỉ chống nổ đầy đủ nhá, nước sơn màu đen, và cái này mã số là mã số 7 Giá là 700k Mã số 7 giá 700 nha Cái này Cái tiếp theo ạ à. Cái này là một cây Sakura nha Sakura nội địa Nhật Bản Cái này đánh rất tốt Đánh có cảm giác luôn Cực kỳ tuyệt vời cho cây này nha Và đây Cái này Sakura Chiều dài của nó là 2m4 à. Độ cứng của nó độ cứng 30k nha Độ cứng 30 Và ngọn của nó là 2 ly Trọng lượng là 200g Bát của nó đây Bát Fuji FPS D20 ra bàn nhá, ra ba bắt quẳng đây bên dưới đây ạ à, tay cầm cứng nha mút cứng dàn khen là dàn khen Fuji đây Fuji tem vàng còn đầy đủ tem thì nó dán tem này đặc biệt nó dán ở cái bát đây cái này cắt bông sẵn nha Cắt bông sẵn phôi tốt đây cũng chỉ giúp keo còn rất tốt Sakura nhá, cần Sakura thương hiệu của Nhật Bản luôn đây đầu bố của nó là đầu bố Fuji nhá còn nguyên dinh nguyên bản hết ạ à. Đây, chỉ là cần thì đó có sử dụng qua thôi, hàng Nhật bãi mà. Đây, đầu bố Fuji Six nhá. Đây. Và cái này mã số của nó mã số 9 giá là 850k, mã số 9 nha, giá 850. Ngọn 2 ly trọng lượng 200g, nhẹ nhá. Tiếp theo. Một cây ba khúc khuyên lá. Khuyên lá này cực kỳ tuyệt, hàng nội địa Nhật nhá. Đây. Và cái này chiều dài 3,6 m độ cứng 50, đánh không cứng không mềm. Và Mấy Iza ban tem vàng mã cốt đầy đủ nha. Cái này là của Mamiza OB. Mamiza thường các anh thấy ở những cái nước khác nhưng mà cây này thì nó thuộc Nhật Bản nha. Và tay cầm của nó là tay cầm cán bằng bằng nha. Nó có chích mấy cái keo này cho nó cho nó vừa cái cần nó bị lỡ hình như nó có bị lỡ một tí. Nhưng mà khen đồ còn rất đẹp. Bát là bát Fuji chữ hoàng, bát quẩn Ngọn của nó là 32 ly, trọng lượng là 387 gram bên dưới đây. Có cái dây cột bảo hiểm nha bảo hiểm cho mình dàn khoan là dàn khen Fuji dạng lá đây có gen chống nổ trên đây luôn ở đây khen Fuji dạng lá nhé đây đây khen Fuji dạng lá thì nó có chữ nó hay in cái chữ Fuji nè rất là to hiển hiển thị luôn nhé cho mình dễ thấy luôn đây càng Mamiya nhé đây tất cả là dàn khen Fuji hết ở đây cái khen nữa có bảy màu có màu sắc luôn rất đẹp ngoại hình thì có sơ sức một vài nơi thôi không đáng kể cho cái cần cái cần còn sáng đẹp đây ở đây cái ốp cái ốp cái phần tay cầm này nhỉ, bằng kim loại nó lạnh và mã số 19 giá là 1 triệu 600 mã 19 nhá, giá 1 triệu sáu tiếp đến là cây he chi một cây he chi cho mình câu đơn câu bè chắc là hiệu quả đây cái này hàng nội đi nhật nha đây cái này thì nó bị mờ cái chữ tên này tên này hình như là vi tinh và chiều dài của nó là hai mét mốt độ cứng của nó là 20 nhá độ cứng 20 khá ok và tay cầm cuốn chỉ đây hàng nội địa nhật tem vàng còn đầy đủ đây tay cầm này ở đây nè cái phần trên nè cuốn chỉ rất là dày nó nổi luôn đây ở đây có đóng khung đai đây tucker fishing tucker đai qua bát là bát đai fuji đai qua nhá bát này là dạng bát fs6 à fs6 bên dưới đây mái chèo để mái chèo nha đây. dàn khuyên này dàn khuyên Fuji phát quan đây cũng chỉ dích keo giống như cái thân luôn rất đẹp nha rất đẹp ngọn là dạng ngọn đặt ngọn tháp thì thường là hãy chi ngọn đặt ngọn tháp hết ca nha đặt và tháp hết đây, cần câu hay chi và cái này ngọn là 2 ly trọng lượng là 194g mã 11 giá 800k mã 11 giá 800 nha cho cây này hay chi tiếp đó là một cây cần cho các anh câu biển cái này chất liệu của nó carbon ca nhé chất liệu là carbon và đây nó có họ ở, ở đây nè em cho một cho cho các anh xem luôn đây vô màn hình thì nó khó thấy quá nó nhìn xuyên qua bên kia ở đây nó ốp cái thanh sắt ở đây đây bát của nó là bát Fuji FPS 26 nha ra ba cái này thì độ cứng cao độ cứng 400 lần ra nhé đây Junseki chiều dài 2m7 độ cứng 400 Hà nội địa nhật tem vẫn còn nó bị rách thôi đây và ngọn của nó là 5.8 trọng lượng là 759 g dàn khoen là dàn khoen Fuji chân quỳ khoen sứ là sứ xám em mời các anh xem sứ của nó rất còn rất tuyệt nha Ở trong sứ những cái này còn rất tuyệt và ngọn của nó là dạng ngọn đặc ngọn tháp nha ở đây nó cũng không chị nè nó cũng bị giờ chạy xước chạy xước nó rất cái chị này. Anh về canh cuốn lại cũng được ngọn đặc ngọn tháp ra nha ngọn đặc ngọn tháp thì thường thì mày ít khi cũng chị thôi đây đầu bu đây chắc là tuyệt cho cây này nhá phôi nó còn rất là tuyệt à đây ở đây nó chảy chóc nước sơn phôi rất là dày đây mời các anh xem đây, đầu bu của nó rất to môi trẻ chống sắn nhá mọi mời các anh xem phôi này nó ốp cái miếng chống nổ mỏng ở bên ngoài nhá và cây này mã số là mã 12 giá là 1 triệu 200 nha. Mã 12 giá 1 triệu 2. 2 Cần câu biển 2 m 2 m uh, 7 cứng 400. Các anh cậu cá lên còn được nha. Cậu cá lên còn kịp. Cây tiếp theo là một cây ba khúc dây trong ạ. À. Ba khúc dây trong chiều dài 3 mét 3 độ cứng là 50 đến 80. 50 đến 80 ra nha. Thì cây này em xin phép lấy ra đây các anh nhá, đây nó có đi kèm bao vải luôn ạ à. đi kèm bao vải còn mới nha nói chung là cần này nó chưa sử dụng đâu cần này là bạn Codia xuất nhập nha có hộp có bao vải đi kèm đầy đủ đây cái này chiều dài 33 độ cứng 50 cái này bạn Codia xuất nhập và hãng Alpha Tiger nhá, dòng holder potion cái này carbon xoắn ít ạ à. ngọn của nó là 2.8 ly trọng lượng là 334 gram đây khá nhẹ nha cũng khá nhẹ cần dây trong nhé mời các anh xem đây cái xứ thì nó hơi bụi thôi hơi bụi thôi nha. hơi bụi thôi bát của nó bát Fuji DBS bát quả tay cầm mút nè mút cứng nè chắc cứng nha xứ đây xứ vẫn còn rất tuyệt nhá cuốn chỉ dứt keo vàng tuyệt vời luôn đây mời các anh xem nói chung là cần chưa sử dụng qua nhé đây đầu bu của nó là đầu bu phu xích nhá Phu xích phôi là phôi carbon xoắn ít mã số của nó là mã số 13 giá của nó là 800k nha mã 13 giá 800k cho cây này tiếp đến ạ à. cần tay trợ máy ạ à. em Vinh đi thì giới thiệu lúc đầu nha cái này có là cần tay trợ máy cái này dòng 2 carbon chiều dài của nó là 36 à. hàng nội địa nhật tem vàng còn đầy đủ đây mọi mời anh xem và ngọn của nó là 0.5 trọng lượng là 102 g tay cầm cuốn chị nè cuốn chị nhỏ nè góc tay cầm đây 19.4 nha còn góc của nó là 11 cái này thì hình như có sai một tí 11.5 đúng rồi 11.7 nha và bát của nó là bát Fuji FS6 đây cấp bông sẵn thân là cấp bông sẵn cuốn chị kêu vào còn rất tốt rất đẹp nha cần tay trợ máy ra nhé. Phên cái là một khen Fuji loại xứ sám đầu bu của nó đây ạ. À. Đây. Đây. Bên trên là dạng ngọn đặt ngọn tháp cho mình nhé. Ở đây thì nó phôi phối một nó nó sơn một trắng cái này như đặt tháp này, nó mới dễ công này. Bộ màu đây chiều dài của nó 36 nhá 36 và độ cứng của nó là độ cứng 2 nhá độ cứng 2 ạ à. mã số 14 giá cái này là 650k nhá mã 14 giá 650k cái cần tay trợ máy nha tiếp đó là một cái cần tay bạn cô cây tầng cần còn mới luôn cái này thích hợp cho các anh câu đơn, đại và các anh đánh uh, logic thì cũng được bởi vì cái này cứng 4H. Đây, có đi kèm túi da, em xin giới thiệu lại nha, túi da. Như các anh cũng đã biết rồi. Bên trên đây, cái phần cái hai hai ngăn, một ngăn bên đây thì nó để nó gắn cước các nhá. Đây, còn đắt tiền bao da. Và cái cần đây, cần chiều dài là 4m4 nha. Chiều dài của nó là 4m4. Ngón của nó là 0.6 trọng lượng là 167g. Cái này thu gọn của cái cái cần cả nắp nhá là 64 cm. Nếu mà lấy nắp ra thì cũng tầm 62 và cả bao nhá là 69 cm. 69 cm nhá, cho các anh tiện lợi các anh bỏ vali hoặc là bỏ gấp xe cũng được. Đây, tay cầm của nó đây. Tay cầm của nó bút cứng nè, mút cứng này nó dễ cầm chắc tay nhá. Nước sơn là màu đỏ, đỏ dạng dạng đỏ, màu đỏ nhá, đỏ đậm cho mình. Còn đây, chưa sử dụng các anh nhá. Cần thì chưa sử dụng qua nắp chụp đi kèm đầy đủ, nói chung là đầy đủ hết nha. Hỗ trợ mình đầy đủ. Đây. nó cấp bông sẵn nha, các anh khó thấy thôi nó chìm lại. Phối màu đẹp. Đây. Rắc bóng mượn nha, còn đẹp, nói chung là càng còn đẹp nha. Và độ cứng của nó là độ cứng 4H nha. Da càng rất là thẳng và tuyệt. Mã số 15 giá là 450k. Mã 15 nha. Giá 400 rưỡi. Tiếp đó nè. À. Một cái cần tay Nissin cho cánh vẫy rô vẫy giết. Cái này ra anh câu cá suối được. Đây. Nissin có bao vải Nissin đi kèm. Cái này rất là nhỏ gọn đây. Cái cầm của nó đây. 16.3. Và cái góc của nó rất nhỏ. 7.7 thôi nha. 7.7 rồi. Nó gần bằng là cái ngọn của kia nhá cái ngọn của cây kia cây kia của tiểu cục to ngọn nó to đây ngọn của cây này là 0.6 trọng lượng là 46 gram chắc là nhẹ thôi cực kỳ nhẹ nhá đánh không mỏi tay cái này đây giọng hiếm nè lucido lucido của hãng nissin chiều dài hai m bảy cái này hàng nội địa nhật nhá em còn đầy đủ đây, nước sơn bên trên màu xám nhá ở đây phối màu có nắp chụp đi kèm đầy đủ ạ à. bao vải nắp chụp nhá đây ngọn đây ngọn còn dinh nhá ngọn này còn dinh nó còn cái khoen nè khoen kim loại chính giữa nè cái thanh kim loại chính giữa nha đây các bông sắn thằng tay lucido nhá đây phối màu đây. và độ cứng của nó là độ cứng 3H nha, 2.53H cho mình. Cho mình vậy vô riết câu cá suối nha rồi giết câu suối và mã 16 giá của nó là 650k mã 16 giá 600 rưỡi nha rồi cái tiếp theo cái này là hãng DOB chiều dài 3m3 càng tay nhá càng tay rút cái này bạn Kodia xuất nhật nhá tên vàng còn đầy đủ bạn cô đi nha đây cô xuất nhật thì tay cầm của nó cũng có ngoại hình sáng sống sống cao đô luôn toàn thân luôn đây lên trên luôn sống cao đô các anh nhá ngọn của nó là 0.7, trọng lượng là 52 gram thôi ạ. À. 52 gram ra nhé Rất nhẹ. Cho các anh đánh khỏi, không mỏi tay. Cái này nè, nắp chụp đi kèm. Có bao vải nhé Bao vải này thì có bao vải hãng khác. Hãng Olympic nha. Hãng Olympic, cái này cần là Ryobi. Nó có bao vải là ok rồi. Đây, ngọn đây ạ. À. sáng nha sáng Đây. và cái này đủ cứng 2.5 h nha 2.5 h mã số 17 giá của nó là 750 k mã 17 giá 700 rưỡi nha cho cây cần tay này VOB 3 m tiếp đến là cần lưu nhá hôm nay sẽ có cần lưu ạ à. cần lu bắt quan cây này thì độ cứng L cây kia độ cứng UL hôm nay có những cây này rất tuyệt cho các anh và anh nào đặt mua máy thì quay về cái video 230 của em nhé sẽ có video máy em lên một lô máy giá rất là tốt gửi đến các anh cây tiếp theo là một cây của hãng Shimano cái này Bass Dry spinning máy đứng nhìn cho máy đứng nha chiều dài của nó là 1m68 có hai khúc thu gọn là 87 xăng trọng lượng là 65 gram nhé rất là nhẹ ngọn của nó là 1.6 trọng lượng đó góc của ngọn là 1.6 góc là 8.4 8.4 nhé tại mồi là mát 10g tại cá là mát 10 lb độ cứng L nha bao dạy Shimano đây cái bát của nó đây bát này bát dinh nha bát hạng thì các anh thấy nó lỏng lẹo như vậy thôi lấy ra cũng được luôn nha lấy ra cũng được nhưng mà các anh gắn cái chân vô nha nó sẽ rất chặt nha gắn chân vô là rất chặt hoặc các anh không thích các anh tìm cái bát khác máy lớn máy nhỏ cũng được canh gắn canh buộc chị lại nha đây bắt nguyên zin nha đây dàn khen là dàn khen hai chân fuji loại sứ nâu tem vàng còn đầy đủ đây bạn này bạn cô đi xuất nhật nha bạn cô nó có in chữ lên cần mã cốt đầy đủ nha đây canh cứ duyệt mã cốt đây hãng shimano nha đây. đầy đủ hết ạ. À. Đầu bu là đầu bu hỗ trợ chống săn nha cái xứ của nó hơi bụi thôi hơi bụi thôi nó bỏ trong bao hơi bụi thôi đây. cần mới thì em mua em không có lâu qua đây cái này mã 17 nhá mã 17 giá của nó là 900k mã 17 giá 900k cho cây này cần lưu mấy đứng tiếp theo là cây cần lưu UL nhá đây UL và cái này là bản UL của hãng Fenwick của dòng Fenwick nhá Fenwick hạng Đài Loan xuất nhật à của Đài Loan xuất nhật độ cứng UL cho các anh đánh cảm giác giải trí cao đây đây, em xin đọc thông số của nó ạ. À. Cái này chiều dài của nó là 1m8 nha. m 1m cái này tải mồi là 1 phần 4 OZ nha. 7 gram, 7 gram mồi ra nha. Và tải cá là gần 3 kg ạ. À. Gần 3 kg bạn Đài Loan xuất nhập. May bay Fenwick Taiwan. Bát của nó là bát Fuji nha. Bát Fuji, bát quẳng. Ngón là 2.2, trọng lượng là 99 gram. Tay cầm cán bằng, còn rất đẹp. Đây, bên dưới đây cũng có con đại bàng luôn nó có đi kèm cái túi nha cái túi vải phim có hai ngăn hai à. ngăn đây hai ngăn nhá đây cuốn chỉ chống nổ đầy đủ dàn khoen fuji xứ xám khoen hai chân nhá khoen fuji hết ạ à. có in đại bàng nè đây tem vàng còn đây em mời anh xem nhá đây nguyên zin nguyên bản hết phôi là màu nâu cho mình luôn phôi màu nâu luôn và cái này mã số của nó là mã 18 Giá của nó là 1 triệu 600 nha Mã 18 giá 1 triệu 6 Tiếp đến là cần tay cho các anh câu đơn đài đây Đây cần xịn nha Và cái này là cần tay Của hãng Daiwa Chiều dài của nó là 5m4 5m4 Cái này tem vàng còn đầy đủ nha Bên dưới tay cầm đây cuốn trị Ngọn là 0.7 trọng lượng là 190g và góc của nó đây ra nha góc của nó đây 18.8 nha 18.8 ạ à. Cái này ngọn là 0.7 trọng lượng nhẹ 190 g Đây ở đây thì dính keo vài chỗ nha Không thành lượng gì đây, Cần thì có sơ sước ca nha Cần có sơ sước Các bông sóng ít ạ à. Cái cần ở đây nè Rất đẹp Cần tay 5 4 ạ à. Cái này cho các anh săn, săn chép được nha Tránh chép đây Họ nguyên zin hết nha. Cái này là các bông xoắn ít nó thuộc dạng hai da cho mình nha, hai da. Đây. trên các bông sẵn dưới các bông xoắn ít nha, hai da. ngoại hình thì có sơ suốt nha nhưng mà không đáng kể cái này độ cứng của nó là độ cứng 3h nha độ cứng của nó là 3h ạ à. và mã số của nó là mã số 19 giá của nó là 1 triệu 500 ,000. mã 19 giá 1 triệu 5 cho cây này nha cây đai qua có bao vải đi kèm nha nó có nó có bao vải đây bao vải đây và cây tiếp theo là cây hai khúc à. cây đắp khúc nha Hạn đai qua có đi kèm bao vải đai qua và cây này cây cần đai qua cần tay gấp cúc của hãng Daiwa hàng nội địa Nhật, Daiwa em chửi Daiwa, em vàng con đầy đủ. ở đây là cái cái keo này em cạo chưa ra, cái này là cái cái keo của cái chiếc nhẫn nhá, chiếc nhẫn nó để lâu nó dính, nó để lâu nó nó, nó tan nó dính nha. và ngõ của nó là 1.2 trọng lượng là 110g, 110g nhá, đây cầm được cuốn chị nha. 110g, hàng nội địa Nhật nha. nhá. đây là cái cần tay đắp khúc. Vào nước phôi sơn của nó đây cái này là không phải màu đen cả nhá, cái này là màu rêu xanh lục, xanh lục đậm nhá, xanh này xanh đậm cho mình, xanh lá dạng xanh lá đậm nhá, rất là đậm. có nắp chụp đi kèm đầy đủ ạ. À. và cái này có ba ba lóng, 5 lóng nhá, tổng cộng là 5 lóng. đây em mời các anh xem hai lóng trước. Đây. nước sơn không phải màu đen nhá, màu rêu. Màu rêu lục à. Đây còn lóng trong Đây phối màu nha đóng trong phối màu cho mình Và cái này mã số của nó là Mã số 20 giá là 1 triệu 400 nha độ cứng 2.5 đến 3H Mã 20 giá 1 triệu 400 à. Hạn đai qua hàng nội đi nhật tiếp đến là cần iso dòng iso dây trong ạ à. iso hãng shimano dòng apeto xt dài 4m25 độ cứng 3 độ cứng cao tem vàng mã có đầy đủ bản indonesia xuất nhật nha đây bát của nó là bát fuji với bát 7 bảy bát gọc cũng chỉ chiếc keo hoàn tốt nước sơn một tím cà này, một tím đậm này tím đậm phối màu bạc ra màu này Ngón là 3.2, trọng lượng là 191 g, tay cầm bên dưới là sơn đen, sơn nhám, sơn mực nè, nhám nè. Cần ISO dây trong nha, ISO dây trong. Nắp chụp đi kèm đầy đủ ạ, à. nắp chụp đi kèm. Và đây. Còn nó đẹp. Phôi rất tuyệt nha, đây, phôi rất tuyệt. Sẵn đây. 25 các nha nhá, 425. Đây, có luồng dây đầy đủ hết nha. Và đồ cứng 3 nhá, đồ cứng 3 các anh lấy làm cần tay đánh săn hàng được luôn nha. Hoặc là các anh đánh máy, cần dây trong nhá, dây trong máy ạ. À. Đây, đầu bu của nó đây mời các anh xem. chống sẵn nha, môi chè chống sẵn. Mã số là mã số 21 giá là 1 triệu 200, càng đắt nhẹ. Mã số 21 giá 1 triệu 2 nha. Tiếp đến là cần súp, dạng càng súp cho mình đánh đơn 5 lăng xe, đánh đánh lăng xe, đánh mùi lăng xe ok. Và đánh lục đầu cần Đây. Cái này là đen đen đi súp, chiều dài 36 độ cứng 25, bạn cô đi ra xuất nhật. Cái này các anh đánh lục đầu cần nha, bên dưới sơn đèn nhám này sơn đen nhám bên trên thì có sơ suất không ảnh hưởng gì cả nhá không sao ngọn của nó là 2.4 trọng lượng là 359 g tay cầm cũng được bát của bát là bát Fuji FS7 đây cũng được cuốn chị nhá cuốn chị rất kêu tốt này dàn khuyên này dàn khen Fuji loại xứ xám khuyên cái là một khen gặp nhá đây khen gặp bên trên có hai hai chạy nè nước sơn dạng màu mực bạc nhá màu mực phối bạc ngoại hình thì có sơ vài nơi ra nha sơ xước sơ xước rồi có sơ xước rồi. không đáng kể ra nha các anh đánh uh, gần biển cũng được và mã số của nó là mã 23 giá của nó là 850k mã 23 giá 800 triệu cho cây này nha mã số 24 là một cái power phantom power phantom nhá đây power phantom chiều dài 39 độ cứng cũng vậy 25 tương tự đây tay cầm này sơn nhám này sơn xám nhám màu bạc nè bạc với màu xanh dương nè, xanh dương nước sơn nhạt nha bát là bát Fuji FS7 cũng chỉ rất kêu ngon rất tốt nha cái này là hàng nhật bại ngọn là 2.8 trọng lượng là 435 g 435 nha dàn khoen Fuji loại xứ xám ạ à. dàn khoen bên trên có hai khoen chạy nước sơn màu bạc nhá đi dính keo thôi không làm những gì đây trà ra đây. độ cứng 25 ca nhá, độ cứng 25. Đây, đầy đủ nhá. Và cái này mã số là mã 24, giá của nó là 850 k mà 24 giá 800 rưỡi nha anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình số điện thoại của em là 0356776692 ạ à. cây tiếp theo cây này cho canh đánh xa bờ một tí cũng được nằm 30 40 độ lại quay đầu nha 40 45 quay đầu cái này chiều dài là 4m25 độ cứng 30 ạ à. độ cứng 30 đây cái này canh đánh bạo lực ở ngoài uh, bạc bại biển được luôn nhá hạng Ryobi cái này là bạn Korea xuất nhập Power Action nhá đây bên dưới đây nước sơn này còn ra khá đẹp đây tem vàng còn đầy đủ ngọn của nó là 2.9 trọng lượng là 448 g Bác là bát Fuji F7 bát, bát gặp viền trắng nha viền trắng khá đẹp dàn khen là dàn khen Fuji xích nha Fuji xứ Xí xích thớt đây mời các anh xem khen cái là một khen to cho mình đây cái này thì khóa linh to cũng qua được nha khóa linh to bộ to cũng qua được luôn Đây. đầu bu đầu bu Fuji xích môi trẻ chống sẵn chống sẵn luôn nha bên trên thì có hai khen chạy nè. Ngọn còn rất ok nhá, sáng đẹp. Ở đâu có xước em quay chậm lại cho các anh xem. Cá nhận hàng các anh được kiểm tra, không sao. Đây. Đây. Bên cái là một khen gặp nhá, khen gặp. Độ cứng 30 ạ. À. Mã số cây này là mã 25, giá của nó là 1 triệu 800 nha. Mã 25 giá 1 triệu 8 ạ. Tiếp đến mã số 26. 26 là một cây 4m2, độ cứng cùng vậy 30 ạ. À. Độ cứng 30. Hãng g o nha, dòng sub cho mình. Meta Cây Sia. Bát của nó bát Fuji FS7, bát gặp ạ. À. Đây, cũng chỉ chiếc kèo này. đặt tốt. Ngọn là 2.8, trọng lượng là 421g. Đây, cầm bên dưới là mút nè, mút cứng nha nước sơn là dạng màu đen nhé, màu đen bóng ạ. À. Đây bên trên phối màu bạc cho mình. nắp chụp thì nắp chụp ra những cây có khuyên nhé, thì em sẽ đi kèm nắp chụp cho các anh hết nhé cho nên các anh cứ yên tâm. khi em ship em sẽ gửi tặng anh các các anh nắp chụp. và cái này khuyên là khuyên Fuji loại xứ xám bên trên có hai khuyên chạy xoắn toàn thân, cây cần xoắn toàn thân nhé, xoắn toàn thân. Đây càng còn sáng bóng ra nhé còn sáng bóng ở đây có xước nè xước vài chỗ lông mèo nhé lông mèo lông mèo nhem đây hồi rất tuyệt có xước lông mèo ra nhé có xước lông mèo và đây cái này mã số của nó là mã 26 ạ à. ngọn của nó là 2.8 trọng lượng là 421 g mã 26 giá của nó là 1 triệu 600 à. Giá 1 triệu 6 cho cây này nha 4m2 bạn Kodia đi xúc giật Tem vàng còn đầy đủ Cây tiếp theo là một cây cần tay 8m1 à. Hãng đai qua cần tay 8m1 Độ cứng của cây này rơi tầm là 4, 4h nha Tem còn đầy đủ Cây này hàng Nhật Bản nha Và ngọn là 1.5 Trọng lượng là 589g Cho các anh đắng săn hàng Câu cảm giác nha Đây Tay cầm bên dưới của cuốn chị đây à cái 7 2 thì em có em có ba cũng bán rồi nhá độ cứng cũng tầm như cầm tầm tầm, tầm đây luôn và góc của nó là góc 31.6 nha 31.6 nước sơn màu nâu cái này thì các bông sắn ạ à. các bông sắn chìm nha nắp chụp đi kèm đầy đủ 8 1 ạ. À. rất là dài nha đây ngọn của nó đây sẵn toàn thăng ra nha sẵn toàn thăng Đây nói chung ok hết nha. Nói chung cây này bóng mượt, cây này nó dài em lên xin phép lên nhanh cho ca. bóng mượt hết ca nha, bóng mượt hết. nói chung nó rất dài ra nhá rất dài 81 m lận ngoại hình cũng còn ok luôn cái này mã số của nó là mã số 27 giá của nó là 1 triệu 700 nha cái cần tay mã số 27 giá 1 triệu 7 cái cuối cùng nhá cái cuối cùng là cây cần súp ạ à. đây em mời các anh xem cái cần súp 3 khúc em xin giới thiệu đầu tiên cái này là hạng rob và nó có đi kèm cái túi của nó đây túi của nó khá cứng luôn túi lụa khá cứng hạng rob nhá rob carbon rod à. cái cần thì carbon sắn uh, caro nhá sắn cado toàn thân đây hạng rob ngoại hình có sơ xuất vài nơi không đáng kể đâu cái này là hàng nội địa nhật nhá hàng nội địa nhật tem vàng đây chiều dài của nó là 4m5 độ cứng của nó là 27 cái này so với độ cứng của của cây những cây cần rút nha cây cần súp rút nha lục rút đó. thì nó sẽ cứng là cứng CX nha cứng 30 CX đó. đây 4m5 cứng 27 đi OB nha đây các bông sẵn Kado dàn khoen là dàn khoen Fuji xứ xích hết đó. Đặt. xứ xích nha bên dưới thì nó có ba khoen gặp còn bên trên thì có hai khoen nhá hai khoen đứng ạ hai khuyên đứng. đây khuyên gặp đây bên trong nước sơn này em mời các em xem chắc tuyệt nha ở đây màu xám này dạng màu xám đen ở đây trong này màu xanh lục ngọc trai chữ nó bóng bóng nha đây bát của nó bát Fuji F S7 SGS đây. stainless steel đây bát to nha và khen cái là một khen 30 30 cho mình khen gặp đây bên trên này, à. bên trên là một dạng khen ba chân nhá đầu bu của nó rất to, đầu bu rất to các nhé, đây, đây đầu bu to đây, rất to nhé, đầu bu này các anh khóa linh luồn qua thì rất là đơn giản luôn nhé, đây mời các anh xem, phôi của nó đây, môi chảy giống sẵn, phôi của nó bên trong các anh sờ vô rất là mượt các nhá, cực kỳ mượt đây nó nó mịn mà nó mượt nha mũi chỉ trong sáng rất to đây cái này đến cho các anh đánh bạo lực nha các anh săn mè đen nè và mã số của nó là mã 28 ạ à. ngọn của nó em quên báo nha. ngọn là 3.2 ly trọng lượng là 508 g mã số 28 giá của nó là 6 triệu 200 nha 6 triệu 200 ạ à. đây mã cuối cùng mà 28 giá 6 triệu 2 và em xin kết thúc video tại đây cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em ủng hộ em một like và một đăng ký chia sẻ giúp em ạ đừng quên bấm nút thông báo để đón những video mới tiếp theo xảy ra nhé em xảy ra trong vòng ngày mai em xin gặp hẹn gặp lại các anh nhé xin chào tạm biệt ạ à.